Nguyễn Đình Hóa số 16, Nguyễn Mai Hoài Nam số 19, Phạm Duy Khánh số 24, Nguyễn Kim Quang số 99, Nguyễn Văn Quốc huấn luyện trưởng đó là ông Trần Văn Trung. Còn đây sẽ là đối xuất phát của các thủ môn BT26 Gia Lai với số 4 đó là Căn, số 6 Lê Anh Chí, số 8 Lê Quốc Bảo, số 11 Lô Trâm Giang, số 16 Nguyễn Mạnh Hùng. Sẽ là người đứng trong khung gỗ số 37 Đặng Trung Tiến và số 17 đó là Trưng. Huấn luyện viên 6 Gia Lai họ sẽ bảo vệ phần sân bên phía tay phải mảnh nhỏ của chúng ta. Và như vậy là hiệp đấu đầu tiên để đấu cửa GSBA Sông Hàn và BT26 Gia Lai đã được bắt đầu. Hôm nay ngoại binh của GSBA Sông Hàn vẫn đang ngồi ở ngoài đó là trường của Benjamin, thì cầu thủ từng chơi V-League. Dứt điểm thì đá đầu tiên đến từ đại diện của Đà Thành. Người vừa tung ra cú đá đó là đội trưởng của họ, đó là Nguyễn Kim Quang. Cầu thủ lắc đi và dứt điểm từ rất xa của Kim Quang. Họ đồng hương Đắk Nông gặp Lucifer và Đại học Tây Nguyên gặp sổ số Kiến Thiết Đắk Lắk. Đưa sang chưa được. Sẽ có quả đá phạt góc dành cho các thủ GSBA Sông Hàn. Cơ hội dứt điểm. Thì đá có vận hơi đáng tiếc đến từ cầu thủ của GSBA Sông Hàn. Người vừa tung ra cú đá vào đầu đó là Văn Nhật. Cầu thủ chơi bóng khá khôn ngoan của Đình Hóa, người cũng đã ghi một bàn thắng. Cơ hội dứt điểm, cú đá rất căng và bàn thắng bờ điểm đã tới ở trận đấu này. Bàn thắng được ghi bởi đội trưởng bên phía GSBA Sông Hàn. Kim Quang là người đã tung ra một cú đá rất mạnh. Và không có cuộc cả phán nào dành cho Mạnh Hùng ở pha bóng này. Một tướng chơi rất chủ động của đội trưởng Kim Quang. Tướng lấy bóng, đi bóng solo vượt qua hai cầu thủ của BT26 Gia Lai. Rõ ràng đây không phải là một tướng phòng ngự quá ấn tượng của đội bóng đến từ phố núi. Từ việc để mất bóng cho đến việc họ thiếu đi những tình huống chơi quyết liệt để giúp cho Kim Quang có được nhiều khoảng trống và thoải mái ra chân. Không có cơ hội nào để cho Mạnh Hùng có thể cản phá. Tỷ số là 1-0 của trận đấu này. Rất kỹ thuật. Được xử lý vừa rồi là của Trưng. Phản công dành cho GSBA Sông Hàn, 3-1. Không được. Vẫn còn. Cách biệt được nhân đôi dành cho đại diện của Đà Thành. Đình Hóa có được bàn thắng trong ngày hôm nay. Hai trận đấu liên tiếp mà Đình Hóa đã ghi bàn. Đã cùng trở lại tình huống lấy bóng và tổ chức phản công của GSBA Sông Hàn. Mặc dù ở pha bóng ở nhịp đầu tiên có phần hơi lập bập, nhưng rồi Đình Hóa vẫn có cơ hội và tung ra một cú đá bằng chân trái rất khó chịu. Có chuyện đang tỏ ra rất suôn sẻ dành cho GSBA Sông Hàn. Đình Hóa tiếp tục nổ súng trong ngày hôm nay, người đã ghi bàn thắng duy nhất của GSBA Sông Hàn ở trận đấu trước. Rất hợp lý, khoảng trống đến dành cho GSBA Sông Hàn. Đình Hóa căng ngang. Những pha tấn công của đội bóng anh em GSBA Sông Hàn đang tỏ ra khá hiệu quả. Sau đó, GSBA Sông Hàn là đội bóng được đánh giá có phần nhỉnh hơn. Cơ hội. Dứt điểm, cú đá rất mạnh. Đá rất mạnh vừa rồi là của Xuân Tiến. Bóng đi thẳng vào ngực của Duy Khánh. Duy Khánh nằm ra là một điều không bất ngờ ở phòng này. Cú đá rất căng, cự ly chỉ khoảng 1 mét. Của tướng hứng chọn trái bóng vào ngực. Rất hay, đây rồi. Cơ hội căng sang. Vẫn còn. Lần này là một tướng đệm lòng không chính xác của Đình Hóa. Cội bất ngờ tới dành cho số 7 của anh em GSBA Sông Hàn. Thì trong nỗ lực phá bóng đa của mình thì hậu vệ của BT26 Gia Lai mồi chơi bóng đúng vào chân của Đình Hóa.
Dứt điểm, cú đá rất căng. À, như vậy trước khi một khép lại thì bê tông 26 Gia Lai đã có cái gỡ được bàn gỡ. Và đó là tình huống đáng chú ý cuối cùng của hiệp đấu này. Bê tông Gia Lai ít nhất đã có được một bàn để kéo ngăn cách biệt lại trước khi bắt đầu. Một đấu rất hay với việc cả hai đội đều đã ghi được những điểm số. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghỉ giải lao trong ít phút trước khi cùng đến với nửa sau của trận đấu ngày hôm nay. Đưa sang, chưa sự đúng đà để tung đà cuối điểm, cơ hội một nhịp gặt sang rất hay của Duy Khánh. Một tiếng bóng hay của Khánh Dêm. Thảo xử lý rất ấn tượng. Văn Tiến 2-1. Văn Tiến đưa sang đứng solo, quá đẹp mắt của Văn Tiến. Và thêm một lần nữa, khoảng cách giữa hai đội lại được nới rộng thành hai bàn. Lần này đó là nỗ lực xử lý cá nhân của số 23 Văn Tiến. Chúng ta cùng xem lại pha bóng mà Văn Tiến đã bước một rất ngọt để loại bỏ Bảo Lửa. Sau đó thì vượt qua nốt Anh Trí. Và tưởng chừng như ở thời điểm cuối cùng, cầu thủ của anh em GFD Sông Hàn sẽ tạo ra một tướng truyền vào phía trong, nhưng không, anh đã quyết định giữ điểm thẳng. Và đó là một quyết định chính xác đến từ về GFDA Sông Hàn. Cơ hội không được, cũng lướt lên và dứt điểm. Đó là Kim Quang. Tất cả các trận đấu của VPLS 5 sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị các bạn trên các nền tảng số của VTV Cup và OnSport. Hy vọng quý vị khán giả có thể chú ý đón xem. Thêm một lứa tiếng lắc qua với điểm của Đình Hóa. Đưa vào, đánh đâu? Rất đáng tiếc. Thêm một lần nữa cơ hội dành cho Đình Hóa. Mặc dù đã ghi một bàn ở trận này nhưng rõ ràng Đình Hóa vẫn đang bỏ lỡ khá nhiều những cơ hội từ đầu trận tới giờ. Quả treo vào rất chuẩn xác đến từ Mạnh Cường. Đi bóng khá tốc độ. Kim Quang, Kim Quang. Phải nhớ rằng ở trong những trận đấu league như thế này thì hiệu số bàn thắng bại cũng là điều mà các đội cần lưu ý tới. Lần này thì GFD Sông Hàn đang bỏ lỡ quá nhiều những thời cơ. Rồi nếu như Kim Quang đưa ra một đường xuyền sang Cô Sa dành cho Khánh Dền. Và đúng lúc này thì trọng tài cũng đã nổi còi kết thúc trận đấu giữa GFD Sông Hàn và Bê Tông 26 Gia Lai. Trận đấu trong khuôn khổ vòng đấu thứ hai của DPLS3. Tỷ số chung cuộc là 3-1 nghiêng về đội bóng đến từ Đà Nẵng. Một trận đấu thành công và họ có được chiến thắng đầu tiên tại giải đấu năm nay. Còn với Bê Tông 26 là đây đã là biết của người Việt thật tuyệt, nhưng tuyệt hơn nữa khi cùng đưa bia quốc dân đến giải vàng hàng đầu quốc tế. Bia Sài Gòn phá vỡ giới hạn cùng nhau. Người dưới 18 tuổi không được uống rượu bia. Hiếm có, không khó để nhận ra, với diện mạo khác biệt, cùng hương vị khó lẫn. Bia Sài Gòn Special, nhìn là thấy special. Tất cả được bắt đầu từ sức bật và tốc độ để có thể phá vỡ mọi chuẩn mực. Tạo ra lối đi riêng của chúng tôi, Be The Racer, bứt tốc tạo lối riêng. Jekabola Racer, bứt tốc tạo lối riêng. Bùng cháy rực rỡ mọi lúc với Wika HD 14 Elite. Wika HD 14 Elite, born to burn.